Đây rồi hả? Rồi, hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với Beer Food Travel. Thì bây giờ hiện tại ngày hôm nay tụi mình bị tổ trác. Phải nói là bị tổ trác thật sự. Sáng giờ đi là không quay được một món gì luôn. Thậm chí giờ đến chiều thì Phú với Mèo đi lên tới quận 11 mà cũng không quay được luôn. Và sực nhớ, nói chung là trên đường về mà ngày mà hôm nay trời cũng lại mưa nữa, mưa từ gần như là từ sáng đến giờ luôn, lất phất, bây giờ là mưa đã đổ hạt nặng hơn rồi. Mỏi tay. Đây, nó cầm cho. Mỏi quá. Cái thằng này làm tốn thời gian. Thì bây giờ ở ngay con đường này bọn mình hay đi về thì bọn mình thường thấy có một xe phá lấu ở xuất hiện vào buổi trưa chiều, nên bây giờ thứ nhất là núp mưa, thứ hai là cũng coi như là không còn, bây giờ là đi muốn quay món khác cũng không có để mà quay nữa. Thì giới thiệu cả nhà món phá lấu, thì trong clip tụi mình cũng chưa có món phá lấu trở lại, chỉ có phá lấu vịt thôi. Thì giờ bọn mình đang hiện tại đang ở địa chỉ là 100 quên rồi, ngay góc ngã tư của bà Nguyễn Thanh Quang và Lý Chính Thắng, 793 bis phường 7 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đó, phía sau mình đó là xe phá lấu. Bây giờ chúng ta trước khi qua tìm hiểu xe phá lấu này thì cả nhà nhớ like, share cũng như là ấn nhìn nút subscribe để ủng hộ Beer Food Travel phát triển hơn nữa nha cả nhà. Rất cảm ơn cả nhà rất nhiều và thông cảm cho mình từ nay bữa nay nha. Nói chung là rất là khó khăn đó. Rồi, qua thôi. Rồi, mình đang đứng kế bên xe của chị, rất là nhỏ gọn. Cả nhà thấy không, bây giờ là trời mưa, ai cũng mặc áo mưa. Mình đi vô đây mình ăn phá lấu ấm cho nó ấm người. Dạ, em chào chị. Tụi em nói chung là làm ẩm thực ở trên mạng YouTube. Không biết là chị có... Quay cái này là đăng lên mạng. Dạ đúng rồi, em giới thiệu địa điểm cho mọi người biết rồi tới ủng hộ chị. Em xin hỏi phải chị tên gì ha? Chị Xuyến hả? Chị bán ở chỗ này lâu chưa? Chị bán được 2 tháng. Mới 2 tháng thôi. 2 tháng mấy. Em nhớ thì đoạn đường này buổi tối thì em thấy là bán như bán cháo hồi trước. Bây giờ mình cháo. Dạ. Rồi, chị bán 2 tháng hả? Có một mình chị bán hả chị Xuyến? Quê chị ở đâu? Chị ở Cà Mau. Cà Mau, chị vô đây bán. Sao chị lựa bán món này? Hả? Sao chị lại lựa mình lúc đầu là mình vô đây mình quyết định mình bán món này chưa? Biết là cái này là như là cái công sức nó có ít mà một mình chị làm được, một người bán bún rồi thì hai người làm được. Dạ. Còn này thì con chị thấy nó nhẹ mình nên chị làm được. Dạ, em thấy phá lấu cũng cực đúng không? Làm để mà làm món phá lấu nó cũng... Cái này mình làm thịt thôi. Dạ đúng rồi. Làm xong rồi là để cũng khỏe đó, mà nấu là rồi. Mấy giờ chị chuẩn bị xong? Ôi chị làm cái dài lắm, 8 giờ mà làm tới 11, 12 giờ. Rồi là bắt đầu là dạ, nghỉ lâu lắm. Làm đến trưa là bắt đầu nghỉ ngơi đến chiều mới em ra bán. Nghỉ ngơi được chút tới 2 giờ, 1 giờ rưỡi mình đẩy xe ra. Là coi như là 2 giờ là chính thức bán hay là 1 giờ? 2 giờ. 2 giờ là chính thức bán nha cả nhà. Chủ nhật chị có bán không? Bán luôn, cái 7 giờ bán luôn. Nên là cái nồi phá lấu này rất là hấp dẫn nè. Chị bán một phần này bao nhiêu tiền chị? 20. 20. 23.000. 23.000. Ở đây là mình chỉ đơn thuần là bánh mì với lại ăn phá lấu chấm với nước mắm thôi chị. Mắm của chị là mắm mặn hay là mắm tắt? Mắm tắt. Đó. Tức là nhờ chị làm cho em mẹ ăn cái gì? Không biết mèo. đầy đủ không lấy phèo. Em thì nói chung là mình tao phải ăn đầy đủ luôn. Thông thường là Phú không có ăn phèo với không ăn gan, nhưng mà thôi để ăn đầy đủ cho cả nhà, lấy em một chén đầy đủ và một ổ bánh mì.
Cái này chị nấu theo kiểu gì? Chị nấu bình thường mà chị nấu gia vị thuốc bắc thôi mà. À, gia vị thuốc bắc hả? Nấu cái kia thì sợ nó hôi á. Có nấu cốt dừa không? Em thử thì cũng có nè. Có dừa, có nó mới ngon. Em ăn đầy đủ kẹo luôn hả? Dạ đúng rồi. Có chỗ thì họ lấy nấu sữa tươi, chị chắc gì đâu có xài sữa tươi hả? Mà chị có nấu rồi mà sao thấy nó đâm quá hả? Rồi vậy. Cái chỗ này là chị thuê hả hay sao? Chị thuê. Ở đâu có bán nước đâu đúng không chị? À không. Đây là quán cà phê, buổi sáng quán cà phê. Wow. Gió. Ai? Bảo vô rồi. Bảo vô rồi mấy bạn gì nói chung, là đi quay lắm à. Bây giờ là tụi mình hết clip để gần hết clip để up rồi đó. Giờ ngày nào cũng mưa hết. Không biết là sao đây. Không có clip up không biết mọi người có bỏ mình không. Bỏ mày. Phải up liên tục để giữ chân mọi người. Chị tự học hả? Chị tự học nghiên cứu rồi chứ chị đang bán đúng không? Chị nấu mấy bữa đầu thôi, ăn không được. Chị Cà Mau vô là chị ba là chị nghiên cứu này luôn trước hả? Hay sao? Hay là chị cũng phải đi làm? Nấu là ở quê rồi. Nấu quê rồi. Nấu cũng rồi, ăn cũng không hấp dẫn không? Dạ. Và chị lên đây chị học thêm nữa. Dạ. Thấy nha, một ổ bánh mì nha. Hôm nay thật sự là một ngày vất vả của tụi mình. Mưa từ lúc sáng, thậm chí khi đến được địa điểm để quay, nhưng người bán lại không đồng ý. Mai thai, sực nhớ ra, dạo này ngay góc đường ngã tư Lý Chính Thắng có một xe phá lấu, mà trong clip lại cũng chưa có. Vậy là tụi mình quyết định lên đường. Phá lấu của chị Xuyến mang một hương vị gần gũi, ấm cúng. Nước dùng vị vừa phải, không quá béo và ngọt. Các loại nguyên liệu thăng long, thịt dày, gan, phèo được làm rất là kỹ. Còn nước mắm của chị thì hơi bị ngon nha. Nhưng do quán mới mở, lại nằm ở đoạn đường hơi khuất tầm nhìn, nên còn ít người biết tới. Rồi, trời mưa, lạnh lạnh, ăn phá lấu cho nó ấm người. Đây, cả nhà ơi, đây là chén phá lấu Thập Cẩm. Thông thường thì Phú chỉ ăn thịt dày và thăng long thôi. Bây giờ là có gan, có phèo luôn nha. Ăn Thập Cẩm để mình cho cả nhà thấy. Thì một chén gì là 20 ngàn nha cả nhà. Đây. Ổ bánh mì là 3 ngàn. Trước tiên mình ăn cái này, bây giờ mình sẽ thử cái nước chấm mắm tắc. Khá ưng cái vị nước mắm tắc ở đây. Nó vừa vị lắm. Bây giờ mình thử cái nước. Nước như chị Xuyến nãy chia sẻ là chị cũng phải học dữ lắm. Nói chung là thất bại cũng nhiều lần mới thành công ra để mà bán cái món này. Nãy chị có chia sẻ là chị không biết gì chị nấu thuốc bắc, nhưng mà mình không biết là thuốc bắc gì. Để lát hỏi mình hỏi nhỏ nhỏ coi. Đó là bí quyết riêng mà. Thì cái nước này có nước cốt dừa, nhưng mà nó sẽ không quá béo. Món này là món nhiều cholesterol á, nhưng mà thực sự là cái nước của chị á, mình không cảm thấy cái vị béo nó nhiều. Nó không quá ngọt, rất là dễ ăn, đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mà vẫn đậm đà. À, cái điều đặc biệt tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ thử phá lấu nha, mình thử gan. Đây, gan nha. Gan rất là ngậy, ngon, mà rất là sạch, không có bị hăng ho.
hôi cái bị gan. Đó vậy á. Cái phần này nó không có bị quá dai, rất là nhai, rất là dễ đứt. Thì mình lấy miếng một miếng thịt dày cho cả nhà xem. Về đâu? Ơi ăn cái phèo đi. Phèo là thường là cái thành phần mà nó dễ bị mùi. Đây. Ít mì không ăn đi. Hoàn toàn không có mùi. Miếng bánh mì đi. Cho nó thấm hay không. Mình ưng cái nước này nha. Nó không quá béo, nó rất là dễ chịu. Bánh mì ăn rất là vừa, không có bị lạc. Thông thường có những cái vỏ mình khi mình nếm nước á, mà đến khi mình chấm bánh mì á thì nó lại bị lạc. Nhưng mà cái này nó hoàn toàn nó thấm vô bánh mì, ăn rất là ngon. Có thể bây giờ á, rất là nhiều tiệm phá lấu các bạn ăn quen rồi, các bạn nổi tiếng rồi. Nó nổi tiếng rồi. Bây giờ một cái chỗ mới như vậy, đáng để chúng ta thử, chúng ta phải tìm tòi. Và mình để thay đổi khẩu vị, mình ăn một chỗ hoài chúng ta cũng sẽ ngán. Mình cũng ăn nghe phá lấu ngay gần nhà mình á, mình ăn hoài mình cũng ngán. Rồi đâu đổi như vậy, ăn cảm giác nó mới xíu. Thôi bây giờ mình xử tiếp. Nhà các bạn, nhà cả nhà nhìn. À chị hình như chị không có xài cái màu điều nhiều, nên cái màu nó rất nè, các bạn nhìn thấy nó không có bị phẩm màu nhiều đó. Thì miếng, những cái miếng phá lấu ở đây cũng rất là vừa phải, không quá nhỏ. Muốn tắt cái chuyện ngon chấm nước mình vào quyện quá đỏ. Đây có hũ muối tiêu nè, bạn nào thích mặn hơn tí xíu á mình có thể bỏ vô trong nước. Cái mắm của chị nó sẽ ít cay nha. Thì bạn nào mà thích cay hơn á, mình bỏ thêm muỗng ớt vô. Nó chỉ the thôi. Mình thích ăn cay hơn mình bỏ vô đó. Thực ra mình bỏ cho các bạn làm màu thôi chứ mình ăn cay hơi bị dở. Rồi, làm một nháy nữa rồi xin phép cả nhà ha. A few moments later. Rồi như vậy là cái gì vậy? Nói hù à? Rồi lên rồi. Rồi. Nói chung là đầu tiên thì chắc xin lỗi cả nhà đi, cả nhà cũng thông cảm. Ngày hôm nay mưa gió quá, không có thể nào mà kiểm soát được hết. Mình cũng cố gắng để mà quay để có clip cho cả nhà. Thì món phá lấu ngày hôm nay ăn trong một cái thời tiết lạnh lạnh như vậy ăn rất là đã. Mà đặc biệt là cái phá lấu của chị Xuyến làm ở đây á, thức ăn nói chung là mình ăn xong á mình cảm giác rất là sạch miệng. Cái không có phẩm màu nhiều, cái màu đều chị cho trong cái phá lấu cũng rất là ít, không có bị nhiều. Đặc biệt là cái phá lấu chị làm là có thuốc bắc nữa. Nãy chị chia sẻ bốn vị nhưng mà chị không, mình đâu có thể hỏi được đúng không cả nhà. Thì ăn á thịt mềm dễ cắn, không có bị dai, mà được làm rất là sạch, không có bị những cái gan, những cái phèo nó không có bị hăng mùi. Đó là cái điều đặc biệt. Và cái nước cốt ở đây nó không có quá béo, mặc dù cái món này nó rất là nhiều là cholesterol cho nên, nhưng mà cái các chị làm á, ăn mình sẽ cảm giác không có quá béo hay là không có quá ngọt quá mặn. Rất là, nói chung là tuy là chỉ là một cái xe nhỏ đơn giản thôi nhưng mà cái chén xứng đáng với giá tiền, với 20.000 ổ bánh mì là 3.000, ăn rất là ngon. Thì bạn nào mà đã quen ăn những cái chỗ nổi tiếng rồi, hoặc là bây giờ những cái chỗ đó nó bán nó không có vừa lòng các bạn nữa, mà các bạn đang đi kiếm một cái nơi mới, thì ở đây thì là một địa điểm để đáng để các bạn thử. Các bạn hãy ghé qua ăn thử rồi cho tụi mình cảm nhận nha. Tặng tiền ủng hộ chị Xuyến luôn. Chị Xuyến thì mình nói chung là nãy cũng có một số câu chuyện mà chị không có chia sẻ, mình hỏi thì mình biết là chị nói chung là chăm cho chồng của chị bệnh á, nhưng mà bây giờ chồng của chị là qua đời rồi. Chị có 3 đứa con thì chị vô đây chị bán. Thì bạn nào nói chung là có đi qua đoạn đường này á thì ghé qua ủng hộ cho chị Xuyến một hai chén phá lấu
Giờ bán của chị là bán từ 2 giờ chiều. Thì cái giờ dao động mà hết của chị đó tầm từ 8-9 giờ. Thì các bạn cứ thôi bây giờ mình lấy mức 8 giờ đi. Bán từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối là chị sẽ nghỉ. Không có ngày là chị nghỉ hết. Chị bán ở ngay góc đường này, 193 Miss Lý Chính Thắng, ngay ngã tư Bầu Bị Thanh Quan thì Lý Chính Thắng luôn, rất là dễ đi. Bạn nào đi hướng ở bên Bình Thạnh thì các bạn đi Kỳ Đồng, quẹo chạy ngược lên gặp Bầu Bị Thanh Quan. Bạn nào đi cứ quẹo Lý Chính Thắng xuống là các bạn sẽ thấy thôi. Rồi, hy vọng là cả nhà thích cái món phá lấu chiều mưa tầm tả này. Món đặt tên là phá lấu chiều mưa. Phá lấu chiều mưa. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Nhớ like, share cũng như là ấn nhấn nút subscribe để ủng hộ kênh của tụi mình phát triển hơn nữa nha cả nhà. Để cảm ơn cả nhà. Luôn nhớ một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp. Cảm ơn chị.